Hello tất cả các bác và anh em nhá. Chào mừng tất cả bác và anh em là những người nghiện chứ là một đô la Mỹ. Ngày nay anh Nguyễn về là một cặp bài trùng có thể nói là xuất sắc nhá. Và đây là những dòng loa có thể là hiếm nhá, hiếm ở Việt Nam. Đó là những cặp súp Mỹ loài đến từ thương hiệu JBL, model là 418S. Và những cặp loa đồng bộ đó là cũng là JBL các nhá. Marlboro này 412. Đấy, có nhìn đâu. Đẹp như tranh, đẹp tranh vẽ. Mới về cập bến showroom em. Đấy, cũng chưa kịp bóc ra. Nhưng mà những cặp loa đôi xúc này thì em đã biết cái này một tháng rồi. Giờ quá trình vận chuyển nó mất thời gian nhá. Nó vòng vèo mãi về Việt Nam ấy nhá. Đây là những đôi loa có thể nói tuyệt vời. Dòng này đầu 4 có thể nói cực kỳ cao trong giới của loa Mỹ. Đầu 4 mới nhá. Bác anh em mà nếu mà đã biết loa biết rồi. Con này nó là JB Marlboro 412. Đấy anh em xem này. Hỗ trợ hai cổng vào. Để sản xuất tại Mỹ nhá. Con này tại Mỹ rồi, không thể xài rồi. Thùng gỗ sơn sơn chống ráp, gọi là sơn nhựa ấy, chống cháy xước. Thiết kế cực kỳ là gọn mắt, đẹp. Âm thanh thì miết hay bàn rồi. Thế em ở đây gọi là những viên thuốc độc nhá, để trị những bác nào gọi là nghiện âm thanh, ngáo âm thanh thì cái này trị hết. Nó trị đến tim các bác luôn. Đẹp lắm anh nhá. Để nguyên cho bác trở về này. Đấy. Xuất sắc. Thì bác nào mà lắm được cái clip này ấy, mà ra có ý đồ mà mua loài em sẽ chốt ngay nhá. Thì về được một đôi này. Được một đôi thôi đấy. Một đôi duy nhất nhá. Đó là đôi loa Marlboro 412 bass 30. Quá đẹp luôn. Dòng này thì nó là gọi tuyệt phẩm rồi. Tuyệt phẩm với em rồi. Thế đồng bộ nó là một đôi súp cũng là cái hãng luôn nhá. Mã luôn. 418S. 418 bass 50 vào đây. Thì cái này thì em bán cái giá là trên 10 triệu anh em nhé. Trên 10 triệu đấy. Dưới 20 triệu và trên 10 triệu. Các bác có nhu cầu thì alo chứ em. Thời điểm bây giờ là khó khăn lắm ạ. Khó khăn, trồng chứ khó khăn, mệt lắm. Nên là sức cạnh tranh thì lớn ạ. Vốn đầu tư ra thì là nhiều. Nhưng mà thực ra lợi nhuận thu lại thì rất là mỏng manh. Em chỉ cần bán nhanh thôi. Bán nhanh để lưu thông hàng. Cũng như là bán nhanh để tăng cái tương tác kênh em thôi. Đây là những đôi loa rất là đẹp nhá. Giới thiệu nhanh các bác. Đấy, nhìn đây. Thì buổi trước em đã bán một đôi loa như này rồi. Đây loa em mới về nhá, chưa có tân trang. Nó đẹp rồi. Đây loa của anh Nguyễn thì đẹp luôn. Con này xúc con này thì nó phê lắm ạ. Tiếng nó buông nó mềm. Nó mềm lắm bác ơi. Hay lắm, cực kỳ hay. Các bác đã được nghe có xúc này rồi thì chẵn cái xúc các anh. Giá trên dưới 20 triệu nhá. Đấy. Khó khăn lắm cho là cạnh tranh lớn em chỉ báo chung chung thôi. Mà không bao giờ bán đắt. Bán rẻ hơn thằng đối diện và hàng bên cạnh nhé. Con này nó là Marlboro 418S, nội thất xuất sắc luôn. Mỹ loài luôn nhá, Mỹ loài. Thế còn nhiều anh em người ta bảo là làm gì có Mỹ ở Trung Quốc. Thì thực sự các bác những cái dòng này mà của Trung Quốc ấy thì chắc mẹ là nó quá nhiều đúng không? Mà Trung Quốc mà làm được ra cái dòng này em nghĩ nó quá nhiều rồi. Chứ làm gì có hiếm hết rồi. Thi thoảng về là một đôi bác nhá. Em nói thi thoảng về là một đôi thôi. Không có nhiều anh nhá. Và là có nhiều chốt đôi này. Đôi này giá cũng trên dưới 20 triệu. Quả súp này anh vậy cũng nhá. Đó. Thì mọi người mua sắm các liên hệ với em. Theo số điện thoại 0936 553 40. Là một cặp bài trùng luôn, combo giữa súp và full. Các mua lẻ súp được, mua lẻ full cũng được, mua lôi full riêng cũng được, mua quả súp riêng cũng được. Em bán hết nhá. Xin chào các bác.